Chào mừng các bạn đến với series tập game tại nhà của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hiếu. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Mình tập game đến nay được khoảng 90 năm gì đó, cho nên mình cũng một chút kinh nghiệm để chia sẻ với mọi người. Ok. Các bạn đã và đang đi tập game, các bạn có nghĩ lại rằng lý do gì khiến các bạn đi tập game? Hoặc các bạn chưa đi tập game bao giờ, các bạn càng nên xem hết video này để biết lý do tại sao các bạn nên đi tập game ít nhất một lần trong đời nhé. Có rất nhiều lợi ích cũng như lý do khiến các bạn đi tập gym. Các bạn có thể search trên mạng rất nhiều, nhưng ở đây mình chỉ nêu một vài lý do mình cho rằng nó là quan trọng nhất thôi nhé. Lý do nhất, vì sức khỏe. Khoa hãy nói đến lợi ích gì cao siêu. Lợi ích lớn nhất mà gym có thể đem lại cho chúng ta đó chính là sức khỏe. Các cụ có sức khỏe là có tất cả mà. Các cụ nói chắc là sai, ít nhất là trong trường hợp này. Nếu như bạn 18-19 tuổi, ok, các bạn có thể chơi game đến 2-3 giờ hoặc đến sáng mà các bạn vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng nếu các bạn 27-28 tuổi hoặc đi làm được một thời gian như mình, hoặc ngoài 30, các bạn sẽ hiểu được sức khỏe quan trọng như thế nào. Nếu như các bạn không có sức khỏe tốt, các bạn suốt ngày ốm đau thì thật khó để các bạn có thể làm gì đấy một cách trọn vẹn, kể cả việc bạn đi làm lẫn đi chơi. Đi chơi cũng tốn sức nhé, đi chơi mà bạn không có sức thì đi chơi làm sao được. Các bạn nên đầu tư cho bản thân mình, đầu tư cho sức khỏe của mình. Đầu tư cho bản thân mà, nó luôn luôn là khoản đầu tư có lãi mà, đúng không? Mà nó lại còn là đầu tư cho sức khỏe của bạn mà. Lý do thứ hai, mang tinh thần bị thành thử của mình đi. Còn lý do đầu tiên, các bạn đi tập gym đều muốn đẹp hơn không? Mình nghĩ không chỉ riêng mình đâu, mà hầu hết các bạn đi tập gym đều có một lý do chung. Ban đầu là muốn có một thân hình, một body săn chắc hơn, đẹp hơn, đúng không? Bạn thừa cân, bạn nếu như bạn béo, bạn muốn tập để giảm cân. Còn nếu như bạn gầy thì bạn muốn tập để tăng cân. Nói chung là để có một thân hình cân đối hơn, một body đẹp hơn trong mắt mình và trong mắt người khác. Trước mắt là trong mắt mình ấy nhé. Nếu như bạn đứng trước gương mà bạn còn không thấy bạn đẹp, bạn tốt thì làm sao mà người khác thấy được cái vẻ đẹp, vẻ tốt đấy của bạn được. Ít nhất bạn đứng trước gương, bạn phải thấy mình đẹp, tốt, bạn tự tin, bạn đi ra đường. Đương nhiên các bạn tập gym xong, các bạn đi ra đường, bạn đi vẫn ngực, vẫn vai, bạn đi thẳng người, lúc nào trông vẻ tự tin hơn là các bạn đi khuỳnh khuỳnh khuỳnh, gù 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 người được mà, đúng không? Nhưng không phải, nhưng mà ý mình không phải là như mấy ông trong clip đi khuỳnh 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 này đâu nhé. Mà đi rất bình thường nhưng mà thẳng lưng lên nhìn nó khác hơn là kiểu đi gù gù được. Vậy để có một thân hình đẹp hơn thì còn bộ môn nào phù hợp hơn, bộ môn chuyên đi xây body như là gym đấy? Không chỉ các bạn nam đâu mà các bạn nữ cũng nên đi tập. Vì suy cho cùng ấy, ai chẳng muốn vừa đẹp vừa khỏe. Ngày trước ấy, cái thời 2012, 2013 ấy, mình mới đi tập thì đúng là các bạn nữ ít lắm, ít đến phòng tập lắm. Đến khoảng 2018 mình chuẩn bị tốt nghiệp, mình chuẩn bị sang Nhật thì mình thấy số lượng các bạn nam và nữ đi tập đến phòng tập đông hơn, đặc biệt các bạn nữ nhé. Đến bây giờ thì cũng khoảng 4-5 năm rồi mình chưa đến phòng tập gym ở Việt Nam, mình cũng không biết là tình hình như thế nào, nhưng mình nghĩ số lượng các bạn nữ bây giờ đi tập chắc chắn sẽ đông hơn ngày trước. Mình nghĩ lý do chủ yếu các bạn nữ không đến phòng tập ấy là vì ngại, ngại đến phòng tập. Bây giờ đến phòng tập toàn các ông tập hì hục rồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rồi cởi trần đứng cục 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 đứng nói chuyện, thì nếu mình là nữ thì mình cũng ngại đi thật. Nhưng mình nghĩ, như mình thấy thì bây giờ cũng nhiều phòng tập mới mà, rồi rộng rãi, trang thiết bị cũng hiện đại hơn, thì các bạn đến thì cũng trông vẻ thoáng đãng và sạch sẽ hơn ngày trước. Ngày trước mình thấy phòng tập thì cũng hơi tù túng, bây giờ phát triển hơn mà. Chỉ cần bạn là nữ nhé, bạn đến phòng tập, ánh mắt của mọi người nhìn bạn đã khác rồi, chưa nói gì đến việc bạn xinh hay bạn đẹp gì cả. Mọi người chắc chắn sẽ có thiện cảm hơn với bạn, đặc biệt là đàn ông. Một tip nữa nha, nếu như bạn đang độc thân và muốn kiếm người yêu, bạn nên đi tập gym, auto sẽ có người yêu. Ok. Chúc bạn may mắn. Kết luận từ hai lý do trên thì các bạn biết mình nên tìm một môn thể thao nào đó vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để có một thân hình đẹp hơn. Thì còn bộ môn nào phù hợp là gym đấy. Chưa kể gym còn ở bộ môn thể thao cá nhân, bạn có thể tự rèn luyện, tự tập luyện ở nhà một mình với một trang thiết bị cơ bản nhất. Nếu như bạn chơi một môn thể thao khác, chưa chắc bạn có thể chơi được một mình và dành nhiều thời gian cho nó hàng ngày được, đúng không? Nếu như bạn đi đá bóng, bạn chơi cầu lông hay bạn đánh bóng chuyền thì không thể bạn chơi một mình được, đúng không? Và cũng không thể ngày nào bạn cũng để đi chơi chơi được. Nó còn phụ thuộc quá nhiều yếu tố, ví dụ như quỹ thời gian của bạn, ví dụ như thời tiết, nắng mưa, bất thường.
thì thời gian dành cho nó bạn làm sao mà có thể ngày nào bạn cũng chơi được, bạn có thời gian đi làm đi học và thời gian dành cho gia đình nữa. Ngoài hai lợi ích ở trên thì còn rất nhiều lợi ích mà game vừa đem lại cho chúng ta, như tốt cho xương, cải thiện giấc ngủ, giảm stress, đẹp da. Nhưng mình nghĩ nó vẫn nằm trong hai lý do trên, đó là sức khỏe và tinh thẩm mỹ. Ok, đến đây thì đã đủ thuyết phục các bạn chưa đi tập gym bao giờ thử đi tập gym một lần chưa. Còn nếu như các bạn đã và đang đi tập gym rồi, lý do gì khiến các bạn đi tập gym? Comment phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu như thế hay và vui, phiền mọi người nhấn thêm nút like và đăng ký kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người.